Mẹ, mẹ Mai thiệt là khéo tay đó. Con này nịnh mẹ à? Hôm nay á, mẹ ăn cái gì? Để lát nữa con ra ngoài chợ con mua thiệt nhiều đồ ăn về mẹ con mình ăn. Mẹ đâu có ăn bao nhiêu đâu con. Con thích cái gì thì cứ mua cái đó nha. Dạ. Áo ơi mẹ, Thủy Tinh, tại sao ngươi làm như vậy? Mẹ, mẹ, con xin lỗi vì con không thể nào chăm sóc được cho mẹ. May nè, sao dạo này mẹ thấy con khác trước vậy? Những món ngày trước con thích bây giờ con đều chê hết. Chắc là tại vì bây giờ con thấy thích mấy món này. Chắc là hồi đó con không ăn nên con thèm đó mẹ. Không sao đâu, ăn ăn tiếp đi mẹ, ăn đi, ăn đi. Mụ yêu Tinh, nên đừng có quá đáng. Thiệt là tội nghiệp cho con quá. Chắc là thời gian mẹ nằm liệt giường, con ăn uống thất thường, kham khổ, cho nên thói quen của con bây giờ cũng thay đổi. Là đúng rồi đó mẹ. Ăn đi, ăn đi mẹ.